Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ Si Nhật Thị Nail của em sẽ lên video là ngày 9 tây tháng 7 nha mọi người. Và thông tin chốt hàng em có để trên bảng nha mọi người ơi. Số tài khoản trên dưới cùng một chủ tài khoản, mình chuyển khoản thì ghi dùm em nội dung là tên Zalo hoặc là số điện thoại chuyển khoản nha mọi người. Rồi, bên em thì chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300 đến 500 tùy theo đơn đặt hàng của mình, giá trị cao. Cao thì là 1 triệu. Rồi về máy, bên em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng Si là bên em không bảo hành nước nha mọi người. Em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu. Và khi em làm em sẽ gửi video bàn giao test nước là bên em hết trách nhiệm nha mọi người nha. Vì mỗi một cái đồng hồ nó đã có sẵn độ chống nước của nó rồi. Rồi nếu mà khách chuyển khoản hết, bên em sẽ free ship đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giùm em, chuyển khoản hết là 20.000 tiền ship, còn cọc là 35.000 tiền ship nha mọi người. Khách quay video mở hàng khi shipper đến hoặc là khi shipper đã đưa rồi hoặc là mình nhờ ai nhận cũng vậy. Khi mình mở hàng thì mình nhớ quay video giùm em từ đầu cái hộp gọc ra có hàng hóa trong luôn. Nếu vấn đề bởi hàng, sai hàng hay gì đó bên em sẽ hỗ trợ dựa trên video mở hàng. Nếu không có video bên em không có hỗ trợ được nha mọi người. Em sẽ dùng cái video này để mà làm việc với bên vận chuyển là tại sao mà làm bể hàng của em, ví dụ như thế. Thành ra là mọi người nhớ có video giúp em. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã Z nha mọi người. Z1 cho em. Z1 em lên cho mình một con của nhà. Một con này đi, con anh. Con Alpha 1993 nè. Con Alpha 1993 là bản Z1 nha mọi người. Nó có cái bóp này giống như bóp da lộn vậy. Bóp da lộn nha. Có tát nè, sổ nè. Tát sổ cho em. Còn cái miếng này giống như miếng thử da vậy. Đó. Full của nhà nó như vậy. Cái này gì cũng biết. Đó, bỏ vào đây. Con này rất là đẹp luôn. Con này là con Alpha. Trời đau quá. Cái móng tay không làm được gì chứ. Đây. Con này là con Alpha 1993 nha mọi người. Nó là cơ automatic, máy dập bên mo và bản là bản 2 lịch, dáng vuông mặt tròn rất là đẹp luôn. Đây ở đằng sau cho em như thế này. Đó, đít xoáy nè. Đó, mọi người thấy không? Số series đầy đủ nha. Stainless nè. Sử dụng máy là máy Miyota nè. Đó, Japan Automatic chống nước 5 ATM. Rồi, con này là con Alpha 1993. Cái hiệu của nó như vậy, dập trên kính nha mọi người. Kính bên ngoài nó ánh màu xanh đó mọi người. Kính ở ngoài nó ánh màu xanh nha. Máy dập bên Miyota bên trong như thế này. Cơ automatic có hỗ trợ có tay. Con này là núm vặn cổ chai nè. Vặn ra xong rồi mới lên cót nha mọi người. Xong rồi ấn vào như vậy cho em. Size con này là size ngang là 44,9, dọc là 44,8, dáng vuông mặt tròn cho em. Và niền con này là niền xoay. Niền xoay nha mọi người. Để em coi nó có dạo quang không. Do con này nhìn là chắc chắn là biết là dạo quang rồi. Dạo quang nha mọi người. Có dạo quang. Đó, có dạo quang cho em con ăn con Alpha này. Con này đúng đẹp luôn á mọi người. Và con này là hàng full cái bóp như vậy cho em nha. Cảm giác nó chưa có đeo luôn á. Nó mới tinh tình luôn nha mọi người. Rất là mới. Khóa là khóa dập hiệu cho em con Alpha này. Nhìn nó vừa lịch sự mà vừa sport thể thao á. Rồi lên cho em con cơ automatic Alpha bản 2 lịch. Sử dụng bộ máy Miyota. Con này em bán cho mình 1,8 triệu. Mã nó sẽ là mã Z1 cho em. Rồi lên cho em mã Z2. Z2 em lên cho mình một con của nhà. Một con của nhà nào đây? Từ nha. Con này đi. Con này là con Bạch Ly.
Badly nha mọi người. Hàng này là hàng thương hiệu lớn á, mọi người có thể search cái hãng này nè, Thụy Sĩ cho em nha. Máy Thụy Sĩ. Con này hình như nó có tháo một mắt dự phòng. Full hợp nhung cho em, lót nhung luôn. Đây. Rất là đẹp luôn nha, mặt vàng, dây vàng cho em nha. Ở đằng sau cho em như thế này. Máy Thụy Sĩ Swiss Made. Kính sapphire, dáng mỏng, bảng dây xương cá đờ mi vàng, size 31,7. Một góc ô lịch 3 giờ cho em. Đó. Đây, Thụy Sĩ cho em con Bạch Ly này nha. Bạch Ly này mọi người, ai mà chơi nhiều hàng hiệu là sẽ biết cái hiệu của nó nha mọi người. Đó. Thụy Sĩ cho em rất là đẹp luôn, dây đờ mi xương cá, mặt vàng. Đó, kính sapphire con này rất là đẹp, mới. Đó. Tát nè, à, khóa nè. Rồi lên cho em con bát ly này, em toàn thấy người ta bán từ 1 triệu 2, 3 triệu, 1 triệu rưỡi, rồi 2 triệu tùm lum giá cho mọi người. Em bán cho mình 1 triệu nha. Mã nó sẽ là mã Z2. Rồi lên cho em mã Z3 nha mọi người. Mã Z3 em lên cho mình một con của nhà này đi. Con này là con Salavomaran hiệu Ý cho em Italy nè. Chạy sóng radio hình tròn solar. Đó, con này dáng của nó là có bữa trước là em bán con pin, còn con này là năng lượng nha mọi người. Size con này là size 43. Size 43 mặt hai lòng cho em cọc số La Mã. Đây dây nè, rất là đẹp luôn, thép đúc cho em nha, khóa dập hiệu Italy Ý. Rồi ở đằng sau mông nó như thế này cho em. Cái mông của nó cái phần này là bằng kính nha, để nó hấp thụ cái năng lượng đó mọi người. Nè mặt huyết huyết đỏ đằng sau kính nè. Đẹp ơi là đẹp luôn, chống nước là 100 m. Solar chạy sóng radio hình tròn. Vừa không cần phải thay pin, mình chỉ cần để nơi có ánh sáng giùm em là được. Khóa bên hông bên này là dập hiệu nha mọi người. Núm bên này là dập hiệu nha. Rồi hai cái núm này là để chỉnh sóng nha. Đó, cái này là em khi em like xong em sẽ chỉnh, trước khi em đóng đơn em sẽ chỉnh giờ lại cho mình nha mọi người. Rồi lên cho em con này, nhìn nó rất là tinh tế và đẹp luôn. Tinh tế lịch sự sao á. Con này em bán cho mình là 1 triệu nha mọi người. Năng lượng chạy sóng radio hình tròn hiệu Ý, mã nó sẽ là mã Z3. Rồi lên cho em mã Z4. Z4 em lên cho mình một con của nhà con này đi. Con này là con của nhà Valentino cho em nha, Valentino Roland. Đó, đính đây mình. Con này là đã từng bán có con, nó có kiểm định luôn á. Con này về nó không có kiểm định thôi, nhưng mà nó y như vậy luôn. Con này là kim cương và đeo 4 viên đá ruby. Đó, nó đính kim cương bên trong và cả bên ngoài nha mọi người. Mặt hai lòng cho em cọc số La Mã. Bản này là kính lúp nha mọi người. Dán dây là dán dây của Rolex. Rồi ở đằng sau, đằng sau nó có dập hiệu nè. Tình trạng là em thấy là nó có cái phần mà cái phần này nè, cái phần viền bên ngoài á là nó có hơi bay cái màu vàng đi rồi nha mọi người nha. Đó mọi người nhìn kỹ giùm em nha, nó cũng có lên váng dầu. Nói chung con này nó cũng không phải gọi là mới đâu mọi người nha, chứ con này mà mới là 2 triệu mấy lận. Rồi khóa là khóa dập hiệu cho em như thế này. Rồi ở đằng sau đít xoáy cho em nha. Đó, hiệu Ý Italy nè. Chống nước bay tem, kính sapphire crystal nè. Đó, kính thì kính sapphire, kính kính lúp sapphire. Đó, lên tay cho em như thế này. Nói chung hàng si, con này thì là nó phải có cái sự vết theo thời gian á mọi người, size 26,2 nè. Nói chung mình không quan trọng những cái vết cũ của nó thì mình có thể đeo được. Em sẽ bán rẻ cho mình con này 500 thôi. Con này là đính xoàn kim cương hiệu Valentino nha. Đúng đẹp của nó là tới 2 triệu mấy một con. Đính 4 viên đá ruby em bán 500 con này. Mã nó sẽ là mã Z4. Lên cho em mã Z5. Z5 em lên cho mình con này. Mọi người ai mà đã xem nhiều phiên của em mà phiên nào cũng xem đều á thì sẽ nhớ là em có lên một con này hôm trước, mà cái màu khác thôi, cái mặt màu huyết vậy luôn nha, mà cái viền bên ngoài nó khác.
Em bán con đó 2 triệu, là cái viền con đó là vỏ vàng hồng á. Viền con đó là viền vàng hồng. Đó, còn viền con này là viền thép đúc trắng nha. Đó, hợp da cho em như thế này đẹp má la luôn. Và đây là bộ dây zin của nhà nó. Dây zin của nó màu đỏ và không hề bị gì nha mọi người. Tại vì em muốn tặng cho mình thêm một bộ dây đen. Đó, cho nó hợp với cái niềng này nè. Thành ra là em sẽ thay dây đen da đà điểu xịn cho mình. Em gửi lại cho mình bộ dây zin. Mình muốn đeo lúc nào mình đeo, muốn thay đổi lại thì mình tự thay đổi ha. Size con này là size 46. Size 46 cho em Angel Clover Chronograph. Mặt huyết đỏ nha mọi người, mặt huyết đỏ cho em con này đẹp má la luôn. Đó. Khóa là khóa zin của nhà nó nha, vỏ thép đúc, khóa thép đúc. Rồi ở đằng sau mông nó như thế này, chống nước 100 m. Angel Clover Japan Moor. Đó. Nó có cái gì bảng 8R Hstar gì đây nè. Một góc lịch xéo nha, hiện tại kim chronograph vẫn ok nha mọi người. Rồi, cọc số là cọc số nổi cho em, con này rất là đẹp, xung quanh tán đinh. Nhìn khỏe á, mọi người. Nhìn những cái con bữa trước em lên cái con này luôn nè, mà vỏ vàng hồng. Nó cũng khỏe luôn và giành khách giành rất là nhiều luôn nha, rất là đẹp. Đấy, à con này không phải tán đinh mà con này đính đá nha mọi người. Con này đính đá chứ không phải tán đinh. Trời ơi, quên. Đính xoàn á mọi người, xoàn nó to đùng luôn nè. Đó, đẹp má la luôn. Kim là kim dạ quang cho em nha mọi người. Kim dạ quang và những cái chấm tròn nhỏ nhỏ này dạ quang, nhưng nó sáng nhất là cái kim. Đó. Núm này là núm vặn cổ chai nên chống nước rất là tốt nha mọi người nha. Con này đẹp quá. Rồi con này em bán cho mình là 1 triệu 6 vỏ trắng nha mọi người. Con này em bán 1 triệu 6 nha. Bữa trước là em bán 2 triệu con đó đó. Trời ơi, khách chốt ầm ầm luôn á. Tại vì cái mặt huyết đỏ nè, mà cái vỏ vàng hồng con nó đẹp. Con này thì nó theo cái kiểu là năng động khỏe nha mọi người. Angel Glover mới con này mười mấy triệu nha. Mới rất là mắc tiền luôn cái dòng này nè. Ngoài là đính xoàng nha mọi người. Nhớ kỹ giùm em đính xoàng chứ không phải đính đinh nha. Chứ không phải đinh nha. 1 triệu 6 nha mọi người. Mã nó sẽ là mã Z bao nhiêu đây? Z5 cho em. Rồi lên cho em mã Z6 nha. Z6 em lên cho mình một con của nhà DW. DW full hộp cho em như thế này luôn. Con này mặt trắng vỏ vàng hồng, em thay bộ dây da đà điểu và để lại cho mình bộ dây zin của nhà nó, em gửi lại nha. Full hộp như thế này. Đó. Size con này là size 36 cho em. Size 36 bản da đà điểu ha. Khóa là khóa zin của nhà nó, da đà điểu em thay cho mình luôn. Vỏ vàng hồng, dáng mỏng, cọc kim vàng hồng. Ở đằng sau cho em như thế này, bản classic. Đó, bản classic cho em full hộp rất là đẹp. Cái này nam cổ tay nhỏ và nữ mình thích to 36 nha. Nói chung là ai mà đã bữa mua một con của nam rồi thì mình mua một con này nữa đeo cặp với lại vợ mình là ngay luôn nha mọi người. Đó, da đà điểu cho em và khóa nè. Con này em bán cho mình full hộp với giá 750 nha mọi người. Đẹp rất rất là đẹp luôn. Bản này bản huyền thoại của nhà nó đó mọi người. Bộ dây của em không 150 rồi. Đó, 750 cho em full hộp. Mã nó sẽ là mã Z6. Lên cho em mã Z7 nha. Mã Z7 em lên cho mình một con của nhà Bezonet nè. Con này cũng rất là đẹp luôn. Và hình như cái mẫu này được nhiều người ưa chuộng lắm nè mọi người. Đây, con này là con Bezonet. Bezonet cho em nha, hiệu Pháp và Lifetime, một góc lịch xéo nè. Bản này là bản từ từ để em nhớ, bản này bản 5 kim. Bản 5 kim nha mọi người. Bản 5 kim, ấn nút này thì kim này nó chạy nè. Niềng này không có xoay. Size con này là size 42,5. Xung quanh nó băm nè mọi người. Mọi người nhìn niềng nó băm xung quanh không? Rất là đẹp luôn. Thép đúc cho em nha. Khóa là khóa gài thông minh. Rồi ở đằng sau nè. Đó, chống nước 100 m. Hiệu Pháp Bezonet Paris. Quá đẹp luôn. Con này mới nó 10 triệu hơn á mọi người. Nó không có tiền rẻ đâu. Những cái hiệu Pháp mà xấu kim rất là mắc.
5 kim cũng rất là mắc. Con này bản 5 kim. Bên này là 12-24 giờ nè. Từ từ bấm cái này nó dừng, bấm thì nó lại chạy nè. Đó, cái này 12-24 giờ, cái này 1 phút nó nhích qua nè. Một góc lịch xéo cho em, mặt nó màu kem nha mọi người. Mặt nó tới mấy lồng nữa nè, lồng ngoài, lồng trong, lồng giữa nữa nè. Rất là đẹp luôn con này. Rồi lên cho em con Bezonet này nha mọi người ơi. Con này em bán cho mình 800 thôi, quá rẻ luôn. 800 ngàn cho em hiệu Pháp. Mã nó sẽ là mã Z7 cho em. Rồi lên cho em mã Z8 nha mọi người ơi. Z8 em lên cho mình một con của nhà này. Đây, con này là con hiệu Roto nè, hỏi hiệu nội địa nè mọi người. Đây, hiệu Roto có chữ ký nè, chuẩn thép đúc cho em. Dáng này nó làm dáng giống mấy cái thằng Đôn Trề và Rusi đồ. Size con này là size 30 nhưng cho 27 nha. 30 nhưng cho 27, dáng vuông, vỏ thép đúc nguyên con. Bên trong của nó là đính xoàn, nó có dưới cái chân xoàn của nó nè mọi người. Dưới chân xoàn của nó có ố nha. Đó, nó có ố nha, nhưng mà xoàn là đều đủ hết nha mọi người. Nhưng mà nó có ố dưới chân xoàn nha. Nói chung là ai mà không quan trọng lắm đó, nói chung nó cho là một cái gọi là sự cổ đó, thì là mọi người đeo được nha. Chứ thực ra em thấy vỏ và mọi thứ nó đều đẹp. Đó, bỏ thì nó rất là uổng luôn. Thép đúc cho em nè. Đó, dây còn dài luôn cho mình. Dáng vuông, đít bắt ốc nữa chứ. Con này xịn cực kỳ luôn mọi người. Đẹp ha. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình 500 thôi mọi người ơi. Nó có ố cái phần chân này nè, nhưng mà không đáng kể nha. Có 500 thôi, vỏ thép đúc nguyên con, xoàn full luôn. Mã nó sẽ là mã Z8 cho em. Lên cho em mã Z9 nha mọi người. Z9 nha. Em lên cho mình một con của nhà Bruno hiệu Ý này đi. Con này là con cơ nha, full hộp. Hộp này bằng gỗ luôn á mọi người. Lót nhung ở dưới nè, xịn cực kỳ luôn. Đi tặng là má la luôn nha. Full hộp cho em như thế này. Và có cái giấy nè, giấy hướng dẫn, giấy gì á của Bruno luôn nè. Bruno hiệu Italy cho em. Con này automatic. Cơ này là cơ từ từ để em lên code cho nó chạy nha. Không ngày không ai chạy chưa, không ai cho nó đeo chưa. Đang chạy rồi nè. Đây, con này là con 22 chân kính nha mọi người. Chống nút 5 ATM, chuẩn thép đúc đít xoáy cho em con này. Rosno hiệu Italy Ý automatic. Cơ này là cơ 7 kim. Bên này là 5 nha, nó còn hạn luôn nha mọi người. Còn hạn 5 luôn nè. Phong ta không, từ từ để em nhận kịp. Ở đúng rồi, 5 nè. Cái này là 5 nè mọi người. Là mình bấm tới năm 2023 mới đúng. Mã này qua 2024 nè, tới em bấm lại 23. Còn cái này là tháng nè. Cái này là số giờ, 12-24 giờ phân biệt sáng tối nè. Còn cái này là thứ nha mọi người. Và đây là lịch ngày nha. Nó có hội tụ tất cả năm ngày tháng năm thứ luôn á. Sai em đo rồi đúng không ta? Đo lại 43,3 nha. Vỏ thép đúc, da đà điểu phần mặt chân em thay. Khóa là khóa zin của nhà nó, khóa zin của nhà nó nha. Cơ automatic lộ mông rất là mới luôn, độ mới cao khủng khiếp, như kiểu chưa có đeo luôn á mọi người. Đó, 22 chân kính automatic cho em con này. Đẹp quá, lộ mông, lộ trước, lộ sau. Rồi lên cho em con này nha. Con này nó đẹp thực sự luôn, không biết đường mà nói luôn á. Đó, đẹp má la luôn nha. Con này là mã, nó sẽ là mã mã Z9. Con này em bán cho mình một full hộp như vậy là 1.650.000. 1.650.000 cho em. Rồi lên cho em mã Z10. Z10 em lên cho mình một con của nhà này.
Con này là con đính xoàn cho em xung quanh nè, dáng vuông, bản kính giác cạnh kim cương rất là đẹp. Em thay dây vân trúc cho mình nè, cho nó hợp á mọi người, tại mặt nó trơn rồi mình thay dây vân lên cho nó nhìn nó sang. Đó, đằng sau còn nguyên tem đích luôn nha mọi người nha. Japan Moven, hàng nội địa. Size con này là size size 19 nhưng cho 29. Size 19 nhưng cho 29 cho em. Ma la luôn, rất là sáng. Kính giác cạnh đeo đẹp quá mọi người. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình 400. Mã nó sẽ là mã Z10. Rồi lên cho em mã Z11. Z11 em lên cho mình một con của nhà này. Con này cũng là hãng Angel Glover, hồi nãy em lên con kia. Con này nó quá đẹp luôn mọi người, mới nó rất là mắc nha. Con này là năng lượng cho em chạy sau chạy Rochonorap Solar, năng lượng một góc lịch 3 giờ, nền trắng kim xanh navy, và những cái vòng chi tiết này là màu navy rất là đẹp luôn trên nền trắng nè. Đó, và niềng bên ngoài của nó bóng như là viền đá luôn mọi người, rất là đẹp. Con này nó có niềng xoay nè, xoay nó rất là êm, không có kêu luôn. Size con này là size 45, từ đo về đi, size 44, 44 nha mọi người. Size là đo 44, vỏ thép đúc cho em, dây zin, khóa zin. Khóa zin nè, dây zin cho em. Đó, Angel Glover, dây này màu xanh navy luôn nè. Đẹp quá. Rồi ở đằng sau còn nguyên tem đích chưa lột luôn. Chạy sóng solar, ấy lộn, năng lượng solar về máy dập bên mo Angel Glover chuẩn thép đúc, chống nước 100 m, còn nguyên tem đích. Con này y chang như chưa đeo luôn mọi người. Y chang như chưa có đeo luôn nha mọi người nha. Con này em cũng sẽ cho mình một cái hộp da luôn, tại vì em chưa kịp bỏ vô. Cái hộp da nó giống cái hộp da này nè, giống cái hộp da này luôn nha. Em sẽ cho mình một cái hộp cho nó trịnh trọng. Rồi lên cho em con này 6 kim. 6 kim cho em nha. Đang kim cho nó ráp chạy bình thường hết nha mọi người. Năng lượng con này em bán cho mình là full hộp luôn. Con này em bán full hộp luôn, bán cho mình 1 triệu tư. 1 triệu tư nha. Mã nó sẽ là mã Z11. Rồi lên cho em mã Z15, hay là Z12. Z12 em lên cho mình một con của nhà con này đi. Con này là con Valentino. Valentino Domani. Ở giữa của nó là một miếng vàng file 4 số 9 nha mọi, file ron. Một miếng vàng ở giữa của nó nè. Size 32,2. Size 32,2 cho em đính hai viên xoàn. Niềng bên ngoài là nó băm và nó làm hiệu ứng lấp lánh rất là đẹp. Rồi ở đằng sau cho em như thế này nha. Đây mình gel well và có cái miếng vàng nè. Đó, nó là đính xoàn, đính hai viên xoàn nè, và có cái miếng ở giữa này là miếng vàng 4 số 9 nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Size con này là em đo rồi đúng không? Da đà điểu em thay khóa là khóa zin. Em chỉ thay dây da đà điểu vô thôi, sang lắm luôn. Rất là sang nha mọi người ơi. Không biết tiền vàng là bao nhiêu luôn á. Con này đính hai viên xoàn. Rồi em bán cho mình con này 1 triệu. 1 triệu thôi, mã nó sẽ là mã Z12. Rồi lên cho em mã Z13 nha. Z13 em lên cho mình một con của nhà này. À không, con này chứ đi. Con này là con Armani mọi người ơi. Armani full hộp cho em. Full hộp sổ cho em như thế này. Đó. Lót nhung rất là đẹp. Con này là mặt màu xanh ngọc. Full hộp. Rất là đẹp luôn nha. Màu của nó nè, đẹp, màu này rất là hợp phong thủy luôn á. Nhìn nhìn là thấy là phong thủy rồi đó mọi người. Màu xanh ngọc cho em. Size con này là size 44,4. Bản 6 kim, cọc số la mã, một góc lịch xéo.
Trời nó đẹp quá mọi người ơi. Thép đúc chem khóa dập hiệu. Ê lộn, núm dập hiệu. Rồi ở đằng sau khóa bướm như thế này. Khóa bướm chậm lại như hai bên như thế này chị em. Có dập hiệu nè. Rồi ở đằng sau nè. 30 meter. Chống nước bay tem, số seri đầy đủ nha. Đít nó phải ép bằng máy nha mọi người. Lấy tay ép không có nổi luôn á. Nó cứng đó, nên độ chống nước tốt. Rồi con mặt mặt ngọc này em không còn gì để mà diễn tả được. Nó quá đẹp. Hiếm lắm mới có Armani mặt màu này nha mọi người. Hầu như về màu đen hoặc màu trắng thôi, chứ ít có màu ngầu, màu xanh ngọc này lắm luôn. Đẹp thực sự luôn á. Con này có mắt dự phòng nữa, nên là không có sợ bị trực, bị rộng, bị gì hết trơn á. Chủ yếu là mình thích hay không thôi nha. Rồi lên cho em con này. Con này em bán 1,2 triệu. Màu xanh ngọc rất là hợp mệnh và hiếm lắm mọi người. Không bao giờ có đâu. Ít có kinh khủng luôn. 1,2 triệu cho em nha. Mã nó sẽ là mã Z13. Lên cho em mã Z14 nha. Z14 em lên cho mình con này là cháu quýt nè mọi người. Hợp nhung quýt cho em. Quýt này là quýt Sweet Mart Thụy Sĩ hãng qua test. Cái trái quýt này là em thấy nhiều người người ta bán 2 triệu rưỡi 3 triệu một cái quýt này luôn á mọi người. Mọi người có thể search nha. Quýt qua test nha mọi người ơi. Đây nè. Gọi là quýt hoàng gia. Mọi người nó là quýt hoàng gia, nó là cái thời mà cung đình gì đó. Đây. Đó, quýt qua test nè, để em check thử cho mình coi. 17 chân kính nha. Quýt qua test 17 chân kính, mắc lắm. Đây nè, quýt này nè. Đó, quýt qua test này nè. Rồi, đây nè. Người ta bán 2 triệu rưỡi, 3 triệu một con. Quýt qua test nè. Đó, thấy không? Dã man cái trái quýt này nó xịn lắm luôn mọi người. Nó để nó chạm khắc nổi cái cung đình Huế ngày xưa á mọi người. Ngoài là chạm khắc nổi cung đình Huế ngày xưa. Size ngang là 47,4, em không có đo núm nha. Vỏ nó là vỏ vàng chạm khắc luôn á, đẹp thực sự luôn mọi người ơi. Máy Sweet Mart Thụy Sĩ nha. Nó là quýt lên cót cho em 17 chân kính. Rất là đẹp nha. Bản kim rốn cho em nè. Rất là đẹp luôn. Người ta bán 2 triệu rưỡi, em chỉ bán con này 1 triệu 2 thôi. Ai lấy inbox cho em nha. Nó có dây đầy đủ luôn nè. Con này là full hộp, là y chang như chưa có xài luôn á. Nó quýt Thụy Sĩ cơ có cho em chạm khắc nổi cung đình Huế. Hiệu qua test 17 chân kính. Rồi Z14 cho em 1 triệu 2. Rồi lên cho em Z15 nha mọi người. Z15 em lên cho mình một con của nhà Folly Foreline. Full hộp cho em như thế này. Đó, đầy đủ. Size con này là size 42. Con này rất là hay về luôn nè. Bữa trước em có bán một con y chang như vậy luôn. Đây đít xoáy đằng sau nè. Chống nước 5 ATM cho em nha. Khóa là khóa jean da đà điểu màu nâu choco, em thay cho mình. Mình không thích màu này, có thể báo bên em đổi màu cho mình. Vỏ là vỏ thép đúc vàng ha. Niền là niền xoay tọa độ cho em luôn, rất là êm. Mặt hai lòng và bên trong hoa văn rất là sâu. Mũ góc lịch lọc cho em nha mọi người, sang quá à. Rất là sang luôn. Rồi đít xoáy cho em như thế này, chuẩn thép đúc nè, chống nước 5 ATM. Con này em bán cho mình 900, bữa trước em bán 1 triệu, 1 triệu mốt á. Bữa nay nhập con này rẻ hơn, bán 900 cho mình Poly Fly nha, sang má la luôn. Mã nó sẽ là Z15. Rồi Z16 cho em nha. Z16 em lên cho mình một con này. Con này là con Hulot nha mọi người. Bữa trước em về hai con, bán một con rồi còn có một con thôi mọi người ơi. Size con này là size 37, size 37,6 là gần 30 gần 38 nha mọi người. Cái này là Hulot nữ á. Mặt xanh navy ở trong, ngoài xoàn xanh cho em như thế này. Da bên ngoài là da xanh nè, bên trong là lót nè. Đó, còn một con em bán cho mình
1 triệu thôi, bữa trước em bán 1 triệu mốt á. Khóa dập hiệu luôn nha. Núm nè, núm zin cho em nha. Đít bắt ốc cho em con này. Bên trong nó lót cái này nè, nó lót cao su để chống thấm mồ hôi á mọi người. Và dập hiệu hua lót luôn. Mặt xanh navy, một góc lịch 3 giờ. Rất là đẹp luôn. Thêm một chiếc nhẫn nữa là rất sáng chân luôn nha mọi người. Đó, còn một chiếc em bán cho mình 1 triệu. Quá đẹp luôn. Hua lót máy nhật pin nha. Mã nó sẽ là mã Z16. Lên cho em Z17 nha. Z17 em lên cho mình con Fossil. Con Fossil này nó mang một cái sự phong cách, cái kiểu mà lịch sự, mà mấy cái anh mà hay mặc áo sơ mi á, mấy cái mượn anh mà hay đi làm việc á, em thấy là nó hợp lắm luôn. Còn mọi người muốn mua sao mua nha. Này là em đang nói riêng bản thân em, là em thấy cái cá tính á. Tại vì sao? Tại vì nó mặc mặc trắng nó tinh tế, mà làm cọc số la mã xấu kim mà nó nhìn nó tinh tế thì sao. Size con này là size 40 bộ không? Đâu vậy, không đúng. Đây 43,3 nha. 43,3 cho em da đà điểu phần mặt chân. Dây khóa là khóa zin nè, da đà điểu em thay. Ở đằng sau đít xoáy chuẩn thép đúc cho em, chống nước 5 ATM số seri nè mọi người. Bản 6 kim cọc số la mã nha. Đó. Con này nhìn nó kiểu một cái nét mà nó tinh tế mà lịch sự, mà dành cho những người đi làm, những người mà sao quá, nhìn không biết đường mà diễn tả nổi, lịch lãm sao. Rồi lên cho em con Fossil này. Con này em bán cho mình là 1 triệu nha. Mã nó sẽ là mã Z17 cho em. Lên cho em Z18 mọi người ơi. Z18 em lên cho mình một con của nhà con lắc Rado này trước nha. Lắc này lắc mạ vàng trắng Rado cho em nè. Swiss mát Thụy Sĩ cơ cót. Núm dập hiệu luôn. Ở đằng sau cho em như thế này. Cái phần cái lót trong này nó có hơi kiểu như chấm chấm những hạt sương mai của cái lớp mạ vàng trắng nó bóc đó mọi người. Đó, còn ngoài ra là ở ngoài là ok nha. Nói chung con này là hàng cổ nên mình phải thông cảm, nó sẽ có thời vết theo thời gian. Và hàng cơ cốt cổ bên em sẽ không có bao nhanh chậm nha mọi người. Đó, cái nhanh chậm đó mình tự cưng chỉnh giùm em bán rẻ cho mình. Con Rado Thụy Sĩ cơ cốt mạ vàng trắng. Con này em bán 300 ngàn, không có bao nhanh chậm nha. Mã nó sẽ là mã Z18 cho em. Lên cho em mã Z19 nha mọi người. Z19 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là con Fubo cho em nha. 6 kim lộ cho em như thế này. Bản này là bản 5 kim chứ. Size con này là size 39,8 là 40. Size 39,8 là 40 cho em. Dây thép đúc khóa dập hiệu Fubo nè. Rồi ở đằng sau mông như thế này. Đó, đít xoáy là số seri đầy đủ nha. Chuẩn thép đúc cho em luôn, đẹp má la. Cái núm bên này là để mình dùng cái cây nhọn mình chỉnh vào ngày cho em ha. Cái núm bên này mình chỉnh thứ nè mọi người. Đó. Nhìn cái bảng của nó ghi cái số bự bự, nhìn y chang như những cái dòng mà Bentec fan đồ á. Con này không có dạ quang ha. Đó, lộ trước lộ sau cho em thép đúc nguyên con này, đúng chuẩn ăn chắc mặt bền luôn á mọi người. Rồi con này em bán cho mình xả luôn với giá 1 triệu rưỡi của nhà Fubo. Fubo 1 triệu rưỡi automatic có hỗ trợ có tay 5 kim. Mã nó sẽ là mã Z19 cho em. Rồi lên cho em mã Z20 nha mọi người. Z20 cho em lên cho mình một con của nhà này đi. Full hợp của nhà Westar nè. Con này là con trăng sao cho em nha. Trăng sao bản 5 kim. Lót nhung luôn nè. Nguyên hộp cho em như thế này. Size con này là size size 39. Size 39 39 39 396 là gần 40 á mọi người, size 40 á. Niền là niền xoay nè, niền cắt nước nè mọi người. Niền có in cái cắt nước số RMT cắt nước nè. Xoay cho em vậy nữa nha. Con này có trăng sao hiệu Westar, bên này ngày bên này thứ nè. Rồi ở đằng sau nguyên tem đích cho em như thế này nha. Đó,
Con này là Thụy Sĩ Sweet Gem, máy Thụy Sĩ trăng sao. Cái khóa này em không biết có phải zin không nha mọi người. Nó về sao em để vậy mà em không thấy nó dập. Về sao để vậy mà không thấy dập. Dây này để em coi dây này nó dập cái gì nè. Dây này cũng không biết phải zin không nữa mọi người. Đó, nói chung mấy con này nó là về à, con này zin không ta? À, dây zin mọi người, dây thì zin nha. Đây hiệu Westa nè. Dây thì zin, còn cái khóa thì em không có rõ nha mọi người nha. Bản đờ mi cho em. Đó, Westa RMT trăng sao 5 kim. Nhìn đẹp quá, nhìn lạ sao, hay hay nha. Rồi cho em con này Thụy Sĩ trăng sao 5 kim full hộp. Con này em bán cho mình 1 triệu mốt Thụy Sĩ nha mọi người. Nhật thì nó không phải giá 1 triệu mốt được rồi. Này là Thụy Sĩ 1 triệu mốt cho em, mã nó sẽ là mã Z20. Lên cho em mã Z21 nha. Z21 em lên cho mình một con của nhà con này nha mọi người. Đây, con này là con Kogu hiệu Italy Ý cho em nè. Size con này là size 30. Size 30 cho em nha. Đằng sau còn nguyên tem đích hiệu Ý, bản limited. Bản này bản giới hạn cho em, máy dẹp bên mo. Cái mặt của nó là tròn bi, xong rồi đính xoàng lên trên. Những cái khúc này là nhìn cưng gì đâu á. Nhìn rất là lạ luôn. Dây này là dây da màu kiểu màu màu xanh khói á mọi người. Mình không thích cái màu này, có thể báo bên em đổi màu cho mình nha. Đó, rất là cưng luôn. Khóa là khóa dập hiệu. Rồi con này em bán cho mình 600, bản giới hạn của nhà hiệu Ý. 600 cho em, mã nó sẽ là Z21. Rồi lên cho em mã Z22 mọi người ơi. Z22 em lên cho mình một con của nhà này nha. Con này là con We Red mặt oval cho em nè. Dáng này ít có lắm mọi người. Đây, size ngang của nó là 38,38 nha. Ngang là 38, dọc là 45,3. Đẹp quá. Khóa dập hiệu nè. Thép đúc sơn tĩnh điện đen nha. Kính giác cạnh kim cương. Mặt xanh thủy. Bản này là bản bản 6 kim. Bản 6 kim cho em, dòng Chronograph của hãng WeRed, có ô lịch bên góc 3 giờ. Kính giác cạnh kim cương, mặt xanh thủy. Trời đẹp quá mọi người ơi. Em rất là thích cái màu xanh đồng hồ mà mặt xanh đó. Thích kinh khủng luôn. Rồi ở đằng sau cho em như thế này nha. Đó. Ok là độ mới cao, rất là cao luôn. Độ mới rất là cao nha. Thép đúc không rỉ nha mọi người. Mặt oval giác cạnh kim cương, đeo nó cứ lấp lánh vậy nè, đẹp quá. Ai hợp mệnh là lấy nha. Rồi con này dây cũng dài nữa. Con này em bán cho mình 1 triệu mọi người ơi, 1 triệu cho em, kính giác cạnh kim cương oval, đẹp quá. Mã nó sẽ là mã Z22 cho em. Lên cho em Z23 mọi người. Z23 em lên cho mình một con của nhà con dễ thương nè. Con này là của nhà Paul Smith, có một viên đá ruby ở giữa nè mọi người. Đẹp dã man luôn. Đó, hai bên nó bóp eo nhỏ như vậy nè. Thép đúc nè, đằng sau khóa dập hiệu nè. Đó, máy đằng sau nè, máy dập bên nè. Con này thấy cưng lắm mọi người, đeo như đeo nó nhỏ như dạng lắc vậy. Dáng bóp eo hai bên, dáng vuông rất là đẹp, kính giác cạnh nha. Đó, cưng chưa, dễ thương lắm. Con này em bán 400 thôi, có đính một viên đá ruby ở giữa nè. 400 cho em nha, mã nó sẽ là mã Z23. Rồi lên cho em mã Z24 nha mọi người. Z24 em lên cho mình con D-Cell. D-Cell dáng mặt nội đẹp dã man luôn nè, dáng vuông huyền thoại nha mọi người. Đẹp quá. Hôm bữa trước em bán một con Bullet quá trời khách dành luôn. Con này dáng giống Bullet nè. Size 37 nha, em không đo núm. Nhưng cho đo cái càng ở ngoài nè. Đo cái càng ở ngoài là 43,5. Còn không có đo là đo cái trong này không thì là 35. Dáng đẹp quá. Khóa dập hiệu cho em nha mọi người, thép đúc. Rồi nó có cái chữ nè, nẹp chữ bên này.
khoái nấm gin nè. Rồi ở đằng sau trong nước 5 ATM cho em nha. Diesel. Kính nó hơi mô nhẹ nha mọi người, rất là đẹp. Một góc lịch 3 giờ cọc số nổi cho em luôn con này, đẹp quá. Nhìn nó đàn ông làm sao mọi người. Diệt nha, à, dạ quang nha, có dạ quang một góc lịch 3 giờ cho em, không lấy biết lấy con nào luôn. Quá đẹp. Con Diesel này em bán 1,1 triệu nha mọi người. Dáng vuông huyền thoại, lâu lâu mới có những con dáng vuông mà thép đúc nguyên con như thế này, rất là đẹp. Không phải lúc nào cũng có đâu, máy Thụy Sĩ nha. Diesel này máy Thụy Sĩ cho em 1,1 triệu. Từ từ để em nhớ, phải máy Thụy Sĩ không cái đó. Con này là máy Nhật nha, em lộn, con này máy Nhật. Đó, thép đúc cho em đẹp dã man luôn. 1,1 triệu cho em, mã nó sẽ là mã Z20 Z24 nha mọi người. Lên cho em mã Z20 25. Z25 em lên cho mình một con của nhà con này đi. Con full hộp này nha. Bữa nay là ngày của Diesel, quá cho Diesel luôn. Full hộp cho em của nhà Diesel. Cái gối nó có bị ra cái da nhưng mà không sao, dù sao nó cũng là zin nha mọi người. Đem phủi nó. Size con này là size 51,4. Size 51,4 to khủng luôn nè mọi người. Bản này là bản Diesel 6 kim màu khói cho em nha, ngoài là ở bên ngoài vỏ là sấm chuột. Rồi khóa là khóa zin cho em, dây zin, khóa zin, núm zin. Đằng sau đít xoáy còn tem đít chống nước 100m. Đó, dây zin hết toàn bộ nha con này. Đẹp quá. Những cái con này nhìn nó đàn ông lắm mọi người. Bản này bản 6 kim nè, 02, 03, 04 nè. Là biểu tượng của nhà Diesel á, núm đồ zin hết. Nhìn nó khỏe mọi người, dây là dây nâu luôn, dây zin luôn nha. Rồi lên cho em con Diesel này quá đẹp. Con này nó quá đàn ông luôn. Con này em bán cho mình 1 triệu nha. Mã nó sẽ là mã Z25 cho em nha mọi người. Rồi lên cho em mã Z26 Z26 cho em nha mọi người ơi. Em lên cho mình con này. Con này là con Test 3 Cross hiệu London nè. Hiệu này nè mọi người, Test 3 Cross nè, hiệu London nè. Đó, hiệu Pháp, hiệu Anh chứ. Hiệu Anh cho em nha. Dây là dây, khóa là khóa zin. Dây da đà điểu màu xanh navy em thay cho mình, đẹp quá. Đó, vỏ là vỏ vàng hồng cho em, mặt khảm trai. Mặt nó vừa khảm trai mà nó vừa hoa văn nơ nữa. Đó, kim là kim hồng cho em nha. Ở đằng sau cho em như thế này, có hình biểu tượng cái nơ nè. Đó, đẹp chưa? Chuẩn thép đúc cho em, vỏ vàng hồng, núm cầu có đính đá nha. Đẹp quá. Size con này là size... size 37,38 nha, size 38 cho em nè. Mọi người nhìn cái khảm trai của nó bên ngoài á, nó ánh 7 màu đẹp hơn ở trong video quay rất là nhiều luôn. Ở ngoài cái ánh 7 màu nó rất là đậm á. Đó, rồi lên cho em con này. Con này hiệu Anh sáng tưng bừng bừng luôn, con này em bán cho mình 650.000, 650 cho em nha, đẹp quá. Mã nó sẽ là mã Z26. Rồi lên cho em mã Z27 nha. Z27 em lên cho mình con Citizen này nha mọi người. Citizen full hộp cho em luôn. Rất là đẹp. Xịn lắm, lâu lâu mới có con Citizen full hộp 6 kim nè. Đẹp má la luôn. Đó. Kim dây chính của nó là kim dưới nha mọi người. Ấn nút thì nó mới chạy kim to, này là kim thể thao. Con này chống nước 100m, một góc ô lịch 3 giờ. Niền con này là niền nổi nhưng mà không có xoay. Niền nó là số nổi, số dập nha mọi người ơi. Size 40 cho em, size con này size 40. Khóa zin nè, khóa gài thông minh zin của nhà Citizen. Rồi ở đằng sau cho em như thế này. Đó. Đẹp quá. Nhìn nó kiểu như nó support sao á. Rồi để em coi nó có dạ quang không nha.
Có dạ quang nha, dạ quang rất là sáng luôn, kim cọc dạ quang hết cho em của nhà Citizen, hàng hộp full hộp luôn. Rồi con này, con Citizen này em bán 900, rẻ má la luôn, 6 kim full hộp. Mã nó sẽ là mã Z27. Lên cho em mã Z28 nha. Z28 em lên cho mình con này. Con này là con M á, đây hiệu nè. Hiệu của nó là hiệu Marons, viết tắt là M Watch nè. Đây. Đó, máy thụy sĩ Swiss Morven, chống nước bay tem. Kính sapphire crystal. Con này nó đi theo chủ đạo là màu khói, màu kem khói và theo chủ đạo đơn giản á mọi người. Đơn giản mà kiểu hàng hiệu á. Size con này là size 40 cho em, vỏ thép đúc không rỉ, khóa thép đúc không rỉ và khóa dập hiệu nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nói chung là ai yêu thích sự đơn giản mà muốn xịn, kính sapphire nguyên khói bự chà bá như vậy luôn nè. Không chày luôn á mọi người. Đó, máy thụy sĩ cho em nha. Rồi lên cho em con này. Kính sapphire nguyên khói, máy thụy sĩ, vỏ thép đúc. Con này em bán cho mình 700. Mã nó sẽ là mã Z28 cho em. Lên cho em mã Z20 nhiêu ta? Z29 cho em nha. Z29 em lên cho mình con này. Con này là con D-Cell. D-Cell cho em, bữa nay rất là lên rất là nhiều con D-Cell đẹp luôn nè. D-Cell 6 kim một góc lịch 3 giờ nè. Núm zin nè. Rồi ở đằng sau bắt ốc cho em chống nước 5 ATM nha. Khóa dập hiệu luôn nha mọi người. Vỏ thép đúc không rỉ, dây zin nguyên bản. Size con này là size 38,7 em không 39. 39 nha mọi người. Từ em đo lại nè. 39 cho em nha. Nhưng cho 37 nè, đo luôn càng là 49,6. Con này nó rất là lạ ở một chỗ là những cái núm này là nó nằm ở bên ngoài và nó làm cái khuôn y hệt như nó đang đóng lại như vậy nè. Đó. Và kính nó sẽ tràn viền ra tới ngoài bên đây nha mọi người, kính thủy cho em. Chống nước 5 MT, một góc lịch 3 giờ, bản 6 kim, vỏ thép không rỉ, đít bắt ốc. Rất là đẹp luôn. Khóa zin nè, dây zin khóa zin cho em. Con này là không đẹp không lấy tiền mọi người. Kim dạo quang. Rồi lên cho em con này xuất sắc luôn. Con này em bán cho mình dán vuông 1,1 triệu nha mọi người. Đẹp không không đẹp không lấy tiền, bản 6 kim. Mã nó sẽ là mã Z29 cho em. Lên cho em mã Z30. Z30 em lên cho mình con rắn này nha mọi người. Đây. Con này là con rắn. Nó có co giãn, nó có chun, nó uốn éo được. Mà cái chất liệu của nó không phải là bằng bằng inox, bằng thép đúc nha. Chất liệu nó cũng chỉ là bằng hợp kim thôi. Đó, nó là con rắn đeo nó vậy nè. Đeo nó quấn lại vậy nè mọi người. Đó, nó quấn lại vậy nè. Mình muốn quấn sao mình quấn. Đó, em thấy nó cũng đẹp, máy Nhật. Mà vỏ của nó là màu của nó nhìn như bạc thái vậy ha. Mà nó là hợp kim. Rồi lên cho em con này nha. Bên trong thì nó cũng có kiểu ố rồi nè. Hàng si thì không có tránh được mấy cái này rồi mọi người. Nói chung này đeo thời trang, đeo đẹp thôi. Đó, con rắn này em bán cho mình 250 nha. Z30. Rồi Z31 cho em. Z31 em lên cho mình một con của nhà. Con này con hiệu nè. Con này nhìn nó sport rê luôn á. Con này mặc xanh đen nha, xanh navy. Size con này là size 43,6. Hiệu này nè. Hiệu Nausicaa nè. Hàng nội địa Nhật nha mọi người. Máy Japan Nhật luôn. Khóa nè, khóa dập hiệu cho em. Dây này là dạng dây dù. Dây này mình có thể thay dây da được nha mọi người. Đeo chán cái dây dù mình có thể thay dây da được. Và dây dù này rất là dễ cho rút ra để mà giặt đồ, rất là dễ luôn. Đó, rồi ở đằng sau nó như thế này nha. Nhìn phát là biết hàng xịn liền.
Chống nước là 100m nè, dập bên Morven nè. Đó, hiệu này vỏ không rỉ cho em. Đít xoáy. Đó, xỏ qua xỏ lại rất là dễ luôn nha, tháo ra tháo vô dễ lắm. Mình đeo cái nó dơ cái mình giặt rất là bền luôn cái dây dù này. Tại vì cái dây này nè, cái màu xanh á, cái này là màu xanh mix với lại xanh lá nè, nó sẽ có cái này ở trong đây, nó cũng sẽ mix với xanh lá nè và màu xanh luôn, nó tông sẹt tông. Cái này là thứ nè, một kim 24 giờ và đây là kim kim ngày cho em nha. Đó, mặt hai lòng, nhìn rất là support. Nhìn y chang như mấy cái đồng hồ quân đội vậy. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình là 780.000, 780 cho em nha. Mã nó sẽ là mã Z Z31. Lên cho em mã Z32. Z32 em lên cho mình con này. Con này là con Alba nha mọi người. Nó làm dạng giống như cái lắc trang sức, lắc vàng vậy đó. Rồi có khóa, dây khóa thông minh, mình không thích có thể tháo ra nè. Máy nó bé tí tì tì luôn. Nó là dạng đeo như đeo trang sức mà nhìn được đồng hồ á. Rất là cưng nha mọi người. Đeo như đeo như tiểu thơ vậy đó. Trắng da cực kỳ luôn. Rồi lên cho em con Alba này, dễ thương quá. Con Alba này em bán 400 nha mọi người. Thấy cưng không? 400 cho em bé tí à. Mã nó sẽ là mã Z32. Lên cho em mã Z33. Z33 em lên cho mình con này. Con này là con đồi mồi Nissan, đồi mồi hổ phách nha. Bản này là bản dây sỏ nè. Size ngang của nó là 39,3 nhưng cho 39,9 nha, đo luôn càng là 47. Vỏ đồi mồi hổ phách cho em nha. Bản này là bản có dây sỏ qua và bản gì dây dù, mình có thể giặt vũ rất là dễ luôn. Rồi ở đằng sau mông vàng đít xoáy cho em như thế này, dập bên. Đó, chống nước 100m nha mọi người, rất là đẹp luôn. Nhìn là biết xịn rồi, nhìn nó sang làm sao á. Rồi không thích sau này mình có thể thay dây da nha. Đó. Khóa zin cho em nè, khóa vàng zin nè. Đeo nó support. Dây này không bao giờ hư nổi đâu mọi người. Lâu lắm. Đó, đẹp ha. Thì mình không thích mình có thể thay dây da tùy mình. Rồi, cái con Nissan này em bán cho mình 600 zin nha mọi người. 600 cho em đồi mồi hổ phách nè. Mã nó sẽ là Z33. Rồi lên cho em Z34. Z34 em lên cho mình một con của nhà DW nè. Con này là con DW cho em nha mọi người ơi. Bản Classic nè, size 36. Size 36 nha, mặt đen bao công nè, cọc kim trắng, bản Classic. Khóa zin cho em, dây zin nguyên bản của nhà DW. Ở đằng sau cho em như thế này. Đó. Rất là lạ và đẹp luôn. Vỏ thép trắng. Con này em bán cho mình 550 thôi nha. Vỏ thép trắng cho em size 36. Hàng chính hãng DW huyền thoại. Không có ai qua được cái mẫu này của nó đâu mọi người. Mã nó sẽ là Z34. Lên cho em mã Z35. Z35 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là con Swatch Thụy Sĩ, mặt xanh navy cho em. Size con này là size size 36, 37 nha, size 37, kính lúp cho em, vỏ nguyên khối như thế này. Dây khóa gài thông minh, dập hiệu. Đó, dây là dây đúc nha mọi người. Dây là dây đúc cho em, vỏ nguyên khối. Rất là đẹp luôn. Con này nó không có dạ quang. Đó. Trên dưới như thế này cho em. Phơm tay dây nó cũng dài nha mọi người. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình 550 luôn, 550 cho em. Z35. Rồi Z36. Z36 em lên cho mình con này. Con này là con Senko dòng Chronoros. Đó, đờ mi cho em mặc màu khói nè. Dây đờ mi khóa gài thông minh. Rồi ở đằng sau nè. Đó, dẹp bên cho em như thế này. Size con này là size 32,6. Size 32,6 cho em. Đó. Khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa, rất là dễ chịu. Dòng Senko này là đó giờ là nổi tiếng, ăn chắc mặt bền rồi. Con này em bán 400.
Z36 lên cho em mã Z37 nha. Z37 em lên cho mình con này. Con này là hồi đầu nó có chạy cái đồng hồ này nè. Là đồng hồ này nó chạy ok rồi. Và đồng hồ này nó có chạy, bây giờ nó không chạy luôn. Em bán cho mình là bán trong trạng thái là một cái đồng hồ thôi nha. Tại vì có nhiều khách họ không có xài hết hai cái đồng hồ. Em bán một cái thôi, còn cái này mình thích thì mình về mình sửa, không thôi mình để gì làm tượng trưng cho em. Mình xài cái đồng hồ ở dưới nha. Đó. Em bán 250 cái này thôi. Đúng ra nó 450.000 nữa mà, hàng xịn nha mọi người. Size 22 cho em nha, nhưng cho 37,7. Đó, hiệu của nó nè. Hiệu nó là hiệu này nè, máy Nhật nha mọi người. Da bộ dây của nó không là 100.000 bộ dây rồi nè. Đó. Em bán 250 con này thôi. Mã nó sẽ là mã Z37. Lên cho em Z38 nha con này. Z38 con này con thời trang. Con thời trang 6 kim giả mọi người. Thời trang 6 kim giả nha. Dây thì dây inox nè. Đó, con thời trang cho em. Size con này là size 38,3. Size 38,3 cho em. Đây. Đó, thời trang 6 kim giả em bán 200. 200.000 nha. Z38. Rồi Z39 cho em. Cái này. Con này con T-Med. T-Med cho em nha, hàng xịn nha, chuẩn chính hãng nha, T-Med luôn, dáng vuông nè, đơn giản nhưng mà nó xịn. Size con này là size 22 nè. Nhưng cho 31. Luôn dưới này là 23,6. Khóa zin, dây zin. Học trò nha. Con T-Med này em bán 300, hàng chính hãng luôn mọi người, 300 cho em. Z bao nhiêu? Tự nhiên khùng không? Z39 cho em nha, Z39. Rồi Z40. Z40 cho em. Đây cái này. Z40 cho em nha, cái Luxenco nè. Con này là cơ cót nha, 23 chân kính. Cơ cót 23 chân kính cho em, dây mạ bạch kim nè. Rồi ở đằng sau nè. Mấy cái hàng cơ cót này là em không có bao chạy nhanh chậm nha. Cái này mình tự căn chỉnh lại size 19 nha mọi người. Đeo nhẫn lắc cho em nha. Con cơ cót này em bán 250. 250 cho em nha, cơ cót Senko bạch kim. Z40. Rồi, em qua trang sức. Trang sức bữa nay em xả cho mình mà ba cái chiếc xoàng bị bơm. Sợ nó đè vô đồng hồ đây. Đó, nhìn nguyên cái gương đẹp không? Đẹp quá trời luôn. Đó, Z41 cho em nha. Bây giờ em xả xoàng trước đi. Xoàng bữa nay bị bơm nè. Xoàng này xoàng 9 ly. Có nghĩa là chưa có gửi đi, chỉ mới hứa cọc thôi mà không cọc đó, là em thấy día là em xả. Đây. Đó. Xoàng này xoàng đen nha. Hiếm lắm mới có xoàng đen mọi người. Đó. Kiểm định đầy đủ hết luôn nha. Số rồi kiểm định nói chung là ok la hết á. Về là cái này mình đeo một thời gian mà mình muốn thanh lý rất là dễ luôn. Tại vì có giấy tờ đó mọi người. Cái này là xoàng 9 ly cho em nè. Đẹp chưa? Xoàng 9 ly nha mọi người. Đẹp quá. Viên chủ của nó 9 ly. Xoàng màu đen, viên chủ nó màu đen. Size con này là size size 7 nha. Size này size 7, đeo ngón giữa là má la luôn. Size 7 cho em. Đẹp quá. Rồi con này bữa trước em bán là 1.800.000 xoàng 9 ly. Bữa nay em xả luôn 1.500.000 đi. Xả luôn sập sàng luôn nha, 1.500.000 9 ly nha mọi người. 1.500.000 cho em. Z41 không ta? Rồi Z42 cho em nha.
Z42 tới viên tới xoàn này luôn. Xoàn này bữa trước bán 1,2 triệu nè. Xoàn này là xoàn 7 ly. Xoàn 7 ly size 6. Xoàn 7 ly size 6 nè mọi người. Đầy đủ các mã đồ này kia luôn nha. Đẹp má la luôn á. Đeo ngón nào cũng vừa luôn. Sao tay em dễ đeo dữ vậy trời. Đây nó rất là đẹp luôn nha. Xung quanh nó làm như bông hình bông hoa vậy mọi người. Khung bạc ý si kim cho em đeo rất là lấp lánh luôn. Cái này 7 ly. Bữa trước em bán 1,2 triệu. Bữa nay em xả luôn 1 triệu nè. Xả 1 triệu cho mình luôn. Xả vía nặng nề cho nó qua đi nha. 1 triệu cho em nha. Z42. Rồi Z43. Tới cái này. Cái này bữa trước em bán 1 triệu mốt nè. Đầy đủ luôn nha. Cái này là một viên chủ của nó là màu xanh nha mọi người. Xung quanh nó nở cánh hoa như là hoa sen vậy. Số series đầy đủ. Chiếc này em có 2 chiếc lận nha mọi người. Em xả cho mình luôn. Bữa trước là 1 triệu mốt. Bữa nay em xả xuống còn từ từ để em coi coi. Cái này là khung của nó là khung bạc 950. Khung bạc 950 cho em. Size 7. Size này size 7, size 6 mình vẫn đeo được. Nó chỉ có nhích 1 ly thôi mọi người. Đó, xung quanh nó đính bông sen. Con này đeo không sang, em trả lại tiền mọi người luôn. Đẹp lắm, một viên chủ nó màu xanh nha. Viên chủ nó là 8 ly 1, 8,1 ly. Con này đó, xung quanh nó là nó sang á mọi người. Cái này đi tiệc mà mình ở nhà cũng được luôn, đi tiệc cũng được, đeo rất là sang. Đó. Rồi cái này là bạc 950. Rồi 1 triệu mốt xả cho mình còn 950 nha. Là hết giá mọi người. Đó, còn 950 cho em nha. Xoàn này xoàn 8 ly 1. Mã nó sẽ là Z43. Z44 cho em. Z44 nha. Em còn một cái dây vàng này nè. Bữa ai hỏi em hói hết rồi. Cái giờ tự nhiên lội đâu ra nữa nè. Cái dây vàng này và mix với lại cái đây là cái này là mặt xương voi và nó mặt xương voi nó chạm khắc hình của con rồng á mọi người. Đây là viên hồng ngọc nè, viên ruby nè. Rồi hai con rồng ôm nhau nè, ôm cái đầu nhau nè. Khung này là khung titan vàng 18K nha, dây là dây đeo không rỉ nha. Cái này nam đeo là rất là đẹp và sang luôn á. Đó, bữa trước em bán 550 xong hỏi em báo hết, bữa nay lòi ra nè. Rồi em xả luôn cho mình cái này nha, 400, xả luôn cho mình set này 400, Z44. Rồi lên cho em Z45 nha. Z45 em lên cho mình cái chuỗi VIP, cái ngọc trai VIP nè. Trời nó đẹp không? Cái trai này mình đeo lên cổ là má la luôn, trai 3 vòng nè mọi người. Đẹp quá, trai 3 vòng cho em nha. Đằng sau cái khóa này khóa bạc nè, khóa này là mà bông hoa nè. Rồi ở giữa cho em cái bông hoa đính xoàn xung quanh màu xanh ngọc. Cái này là mix đồ là thôi khỏi nói luôn, ưỡn tới ưỡn lui màu xanh nó cũng khác nhau nha mọi người. Trai này là trai trai 7,8 ly, trai 8 ly. Trai này trai 8 ly đeo vào cổ là 3 vòng nó như thế này. 3 vòng nó ra như vậy nè. Lên cổ á. Đẹp má la luôn. Đó. Rất là sang nha mọi người. Cái này đi đám cũng được, đi tiệc cũng được, đi chơi, đi gì cũng được. Đẹp quá. À không, lộn, nó vậy nè. Hèn gì em thấy nó kỳ kỳ. Đây nó là vậy nè. Đó. Đẹp chưa. Cái bông ở giữa nè, bông hoa nè, bông hồng ở giữa đính xoàn xanh. Đẹp má la luôn, thật sự luôn á. Đeo cái này xong đeo thêm một cặp bông nữa. Má la luôn. Rồi lên cho em cái chuỗi 3 vòng này. Ngọc trai thật nha mọi người. Trai thật 3 vòng này cho em. Có cái bông hoa này. Đẹp thật sự luôn. 3 vòng, một đống trai như vậy luôn. Em bán cho mình 900. Một đống luôn nè. 900 cho em nha mọi người. Z45. Lên cho em mã Z46 nha. Z46 cho em. Cái vòng này em còn đúng một vòng nè. Vòng hổ phách nè. Hổ phách nở hoa bung bét rồi mọi người. Hổ phách này nở hoa bung bét rồi. Mấy cái này là đeo, mình không cần đeo. Mình mua mình để ở nhà thôi. Nó cũng may mắn tài lộc nữa.
Này gọi là phong hổ phách, nó là phong thủy mà mọi người. Size ngang là 12 ly nha, này 12 ly nè. Nó này đeo được nè. Đó, ai mình để mình đeo mình thắt bớt vô. Mình thắt bớt vô là xong. Là má la luôn. Đó. Cái hổ phách này bữa trước bán 400 nè, bữa nay còn một cái bán 250 thôi. Xả nhanh luôn. Z46. Z47 cho em nha. Z47 em lên cái này. Cái này cũng vậy luôn, bữa về quá trời bán còn đúng một chiếc nè mọi người. Đây là di nha mọi người, di đây là di di nanh cọp mix với lại di thần tài. Di nanh cọp mix với di thần tài, di bảo bình nữa nè. Rất là nhiều loại di ở trên này. Chứ không phải là dạng di mắt. Di mắt, ba mắt, bốn mắt là nó khác, còn đây là di nanh cọp rồi mix vậy với lại di thần tài nè. Bảo bình nè. Nhiều các loại di nha mọi người. Màu xanh này cũng rất là phong thủy luôn á. Đó. Bữa trước em bán 400, bữa nay còn đúng một chiếc nè, em bán 300 thôi. Z47. Rồi Z48 cho em nha. Một vòng bích đũa duy nhất nè, một chiếc bích đũa này nè, size này size nhỏ nè, size này cho nữ tay nhỏ đeo được. Size này ngang là 56 nha. 56 cho em, tà tay nữ từ 48 cho tới 56 đeo được, lên nước bóng loáng rồi nhất. Đây, ngọc bích đũa nha mọi người, vòng ngọc bích đũa cho em về xỏ cái thời cái xà bông đi qua là ok. Trời ơi, đeo đẹp má la luôn á, bóng loáng mùng loang luôn. Rồi còn một chiếc em xả luôn 300. Z48 ngọc bích đàng hoàng nha. Rồi Z49 cho em, tới cái này nè, bữa trước cũng ai hỏi xong cái trả lời hết xong giờ nằm đây. Mặt này mặt ông Di Lặc xương voi nha mọi người, mặt ổng cười tươi toe toét luôn mọi người, nét rất đẹp. Xung quanh là có mít những cái lông này là lông voi nè, màu đen này là lông voi, có đính xoàn. Khung là titan 18K, dây là dây cao su nè, dây này chống thấm mồ hôi nè, đeo bền lắm không có đứt. Đó, và có hai cái khóa rồng nè. Khóa rồng hai bên như vậy cho em. Rất là đẹp, dây dài nha. Đó, này nam đeo là má la luôn. Cái này bữa trước em bán 550 á, bữa nay còn đúng một set nè, em xả luôn 450 nha. 450 cho em dây khóa rồng vàng mặt ông Di Lặc nè. Z48. Em lộn nha, Z49 cho em. Rồi Z50 nha mọi người. Z50 cho em, lên cho em cái cham. Cham trai nè mọi người ơi, cham này là cham trai thật luôn. 9 ly rưỡi trai bự nè mọi người ơi. Một cái 9 ly rưỡi, cái 9 ly 3, nói chung là nó cứ mức mix với nhau, nó chưa có không có đều á. Đó. Trai thật nha mọi người, mix cham nè, mix cái cham những cái trai màu vàng nè. Đó, dễ thương á mọi người, đeo thấy cưng lắm. Rồi em xả luôn 200 nha, cái cham trai thật này 200 rẻ má la luôn. Z50. Z51. Lên cho em cái cẩm thạch VIP này nè mọi người. Cẩm thạch VIP mix nè, cẩm thạch đồng điếu nè, mix với lại cái bông hoa này cũng là bằng cẩm thạch luôn nha, cẩm thạch tự nhiên màu xanh ngọc bích cho em, và mix thêm một viên đồng điếu cũng là cẩm thạch tự nhiên. Nguyên cái vòng này hoàn toàn là đều cẩm thạch tự nhiên hết mà nó khác màu thôi. Cái này là hồ ly nè, ấy cái lộn, cái này là hồ lô nè. Xong rồi đây, đây là chuỗi nè, đây là chuỗi cẩm thạch một bên và một bên là đồng điếu nha, đẹp má la luôn. Khóa nè, khóa rất đẹp, khóa nó rất đẹp luôn nha. Đó, khóa nó có đính xoàn ở giữa nữa nè, con này đeo má la luôn á mọi người. Đây, nguyên một bộ này lên tay lên đây nè, cầm vô là đi ngang người ta đã nhìn mình là một ánh mắt khác rồi. Tại vì đây là hàng cẩm thạch tự nhiên mà nó còn chạm khắc làm như gì đẹp dã man luôn. Rồi cái này em bán cho mình 780 nha. Z51 lên cho em Z52 nha mọi người. Z52 nha. Cái vòng này bữa trước em lên cái em mọi người hỏi em hết đó mọi người, bữa nay về lại nè. Một chiếc thôi. Cái này là đá vẫy rồng. Đá vẫy rồng này cho em 16 ly nè. Từ đó lại phải 16 ly. Ừ 16 ly nè. Đá vẫy rồng 16 ly nhiều màu lắm nha. Bóng loáng bồng loáng rồi nha mọi người.
Cái này thể hiện sự uy quyền nè, rồi đá vẫy rồng cũng hỗ trợ tài lộc nữa mọi người. Đó. Mỗi một cái một cái là nó có khác cái vẫy khác nhau á. Đó. Rồi 500 ngàn em xả còn 400 luôn. 400 luôn nha mọi người. Z52. Rồi Z53. Z53 nha mọi người. Đây là cái vòng mắt mèo tỳ hưu. Còn đúng một chiếc duy nhất thôi. Có phối với lại một viên Tây Tạng nè. Một viên Tây Tạng nè. Tỳ hưu này cũng làm bằng mắt mèo luôn nè, bằng đá mắt mèo nè. Đó, dây này cũng vậy luôn nha, đẹp má la luôn. 12 ly. Cái này 12 ly nha mọi người. Đó, còn một chiếc bán 400 luôn. Còn một chiếc bán 400 cho mọi người. Z53. Rồi Z54 nha. Đây, đá mắt mèo xanh ngọc cho em luôn. Ai hợp mệnh mộc, mệnh thủy, lấy là ngay luôn. Mệnh cây cối đó, trời ơi là ngay luôn. Đẹp bóng loáng bùng loan nha. 14 ly. Đó. Cái này 500 cho em. Z54. Ý em lộn, 14 ly em bán cho mình 400 nha. Z54. Rồi Z55 cho em. Tới cái này là đá ngọc sơn thủy nè, cỏ 4 lá. Đá ngọc sơn thủy cỏ 4 lá, quấn 3 vòng cho em co giãn luôn. Và nó có cái dây chun này để nó định hình 3 cái vòng lại cho mình dễ đeo á. Mình xỏ vô cái một khỏi quấn từ lưa. Hỏi phải lúc nào cũng quấn, vừa đeo vừa quấn nữa. Tự nó quấn luôn cho mình sẵn rồi. Rất là đẹp nha, vừa y luôn. Tay tới đâu là vừa tới đó. Đá ngọc sơn thủy tự nhiên hết cho em. Và cái chỗ này nè, cái này là đá cỏ 4 lá may mắn nè. Đẹp quá trời luôn nha. Còn một vòng này duy nhất em xả 300. Z55 cho em nha. Z56 cho em. Cái ngay trai này nè, tưởng hết rồi, còn một chiếc, còn một vòng duy nhất nè. Xà cừ cho em nha. Ngọc trai thật, ngọc trai thật nè, khóa là khóa xà cừ nè. Đẹp lắm luôn. Đó, trai thật cho em nha. Cái này mít đồ là má la luôn á mọi người. Đó, xả luôn 350 nha. Z56. Z57 cho em. Cái dây này dây thạch anh tóc vàng. Dây này thạch anh tóc vàng. Làm cái cọng dây này riêng, cái giọng này sợi riêng để dành cho mình muốn để mặt vô á. Thì mình cột với cái mặt vô, không thì mình có thể cắt đi. Và mình đeo dạng quấn, muốn đeo dạng nào đeo dạng đó nha. Quấn 3 vòng, 4 vòng gì tùy mình. Đây là thạch anh tóc vàng. Rất là nhiều tóc nè mọi người thấy không. Đó, tóc rất là nhiều luôn nè. Đó, thạch anh tóc vàng này cho em quấn 3 vòng hoặc 4 vòng, đó là tùy mình. Rất là đẹp. Thạch anh tóc vàng này nha, nguyên một cọng dài vậy nha. Mít được nhiều vòng, đeo cổ cũng được luôn. Em bán 300 thôi. 300 ngàn thạch anh tóc vàng, rất là nhiều tóc luôn. Z56. Cái này Z57 nha, em lộn nha. Cái thạch anh tóc vàng là Z57. Rồi Z58 cho em. Cái dây băng ngọc thủy tảo nè. Dây này đeo cổ cũng được. Đeo cổ cũng được, quấn nhiều vòng cũng được. Quấn tay bự thì quấn 3 vòng, mà tay nhỏ thì quấn 4 vòng cho em. Dây băng ngọc thủy tảo nè. Đó. Người thấy không? Băng ngọc thủy tảo là đeo rất là tốt nha mọi người. Có nhiều người, nhiều khách rất là thích băng ngọc thủy tảo luôn á. Đây em quấn 4 vòng nè. Em quấn 4 vòng. Này mình xếp lại tùy theo mình xếp thôi. Đó, đeo tay hoặc là đeo cổ. Đeo tay hoặc đeo cổ nha. Rồi dây băng ngọc thủy tảo này em bán cho mình 280. Tại kỳ này về nó rẻ hơn á. 280 cho em. Z58. Rồi Z59 cho em. Tới cái cọng lắc ngọc lắc này, lắc titan cỏ 4 lá. Lắc titan cỏ 4 lá cho em dạng nhuyễn nha. Đó, và đây là nó có cái titan cỏ 4 lá này nè, nó có khảm xà cừ nha. Lắc này đeo không có bay màu đâu mọi người, đeo rất là bền á. Dễ thương lắm, nó nhuyễn nhừ mà nó kiểu như đeo như kiểu tiểu thư sao á mọi người. Mặt nào cũng đẹp mà, hoặc là đeo sang kẻ gì cũng đẹp nữa nè. Cưng xỉu luôn, cộng này em bán 200 nha. Titan bền màu nha. Z59.
Rồi với 60 nha, em lên cho mình cái dây này. Dây này là dây đá đá tỷ phí nè. Đá tỷ phí với lại mặt là mặt lam ngọc. Mặt là đá ngọc lam. À, đá lam ngọc. Đá lam ngọc tự nhiên, mọi người nhìn nó trong không? Mọi người trong, rất là trong và nét luôn nha. Nhìn có hồn á. Rồi mặt là mặt di lặc nha mọi người, mặt là chạm khắc di lặc bằng đá lam ngọc. Xong rồi là dây đá tỷ phí nè, hai cái mít vào nhau đeo cổ là má la luôn. Đó, đeo cổ là má la, em có đúng một 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 cái vòng, một cái dây chuyền này duy nhất thôi. Mọi người nhìn cái viên đá là rất là đẹp luôn á. Rồi lên cho em cái này. Cái này em bán cho mình 400 nha mọi người, đá đá lam ngọc và dây luôn nha, 400. Z60. Rồi em xin kết thúc video của em nha mọi người. Cảm ơn mọi người, bên em chỉ khoảng cọc chốt đơn nha. Mua nhiều bên em sẽ fix, ví dụ mọi người mua 4 5 mẫu bên em sẽ tự cộng đơn và fix lại cho mình. Fix kiểu như fix tròn tiền thôi chứ không fix được nhiều, là do những cái hàng này là em cũng đã bán rẻ và đã xả rồi mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em nha.